Ngày 12 tháng 1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Đoàn Văn Cuối, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang phối hợp công an 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến hết ngày 29 tháng 2. Theo Thượng tá Cuối, các đơn vị công an phường, xã sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn để tạo tính nghiêm minh răn đe với người vi phạm nồng độ cồn nhưng vẫn chạy xe. Thượng tá Cuối cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn ở cấp phường, xã sẽ phối hợp thành cụm, những cụm này sẽ có công an các phường, xã phối hợp công an cấp huyện kiểm tra nồng độ cồn ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn đảm trách, thậm chí trong hẻm nhỏ. Trong đợt cao điểm lần này, việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục và triển khai quyết liệt, không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra còn tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, nhồi nhét khách, chở quá số người quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định. Thượng tá Đoàn Văn Cuối đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng khác sẵn sàng các biện pháp mạnh để kiên quyết xử lý những tình huống chống đối, cản trở người thi hành công vụ, thực hiện văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân và người vi phạm, bảo đảm an toàn khi thực thi nhiệm vụ.